Bà nó đâu rồi? Ra tôi biểu cho coi. Cái gì? Biểu cái gì chứ? Thì tôi nói bà ra tôi biểu chứ nói gì? Thì nói cái gì? Bữa nay tôi thấy ông ngon rồi ha. Dám kêu tôi ra biểu nữa ha. Đâu có gì đâu. Không lẽ tôi kêu bà ra biểu một chút không được hay sao? Được là được cái gì? Tôi là vợ của ông chứ đâu phải là con của ông đâu mà. Tối ngày ông kêu bà ơi bà vô biểu cái này. Có chuyện gì đây thì nói mau chứ đừng có bày đặt làm cha người ta nha. Bà là khó tánh, bắt lỗi cho thêm rắc rối. Chữ biểu có nghĩa là tôi muốn nói chuyện với bà đó thôi. Nhưng mà tại sao không bảo là ra nói nghe nè? Hay là bà ơi vô tôi nói chuyện này cho nghe. Thì tôi nói thế cũng giống như bà đây mới nói. Lỗi đó tại bà, để bà kiếm chuyện giận hờn tôi đâu. Thôi, nói gì thì nói lẹ đi, để tôi còn đậu chết nữa nghe. Mấy bả đang đợi tôi kìa. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi cái này trời. Làm gì vậy? Làm gì mà kêu trời vậy? Tôi chỉ có đậu chết thôi chứ có làm gì đâu mà ông kêu trời dữ vậy. Trời ơi, vợ ơi là vợ. Sao? Ông bà mình có câu cờ bạc là bác thằng bừng, vướng vô đó đó nghe là nhà cửa tan quan hết à. Cái gì? Ông nói cửa nhà tan quan là tại tôi hả? Không có tôi không biết tiền đâu mua gạo nấu cơm ăn đây hen. Bà nói vậy có nghĩa là cả nhà này phải nhờ bà đó phải không? Còn phải hỏi, đánh bài mới có đồng ra đồng vô chứ ông. Nhờ có bà đó chứ. Nhờ có bà mà nhà cửa bây giờ gió mát quá, trăng thanh như vậy đó, tối nằm lên nhìn thấy trăng đẹp hết sức đó. Rồi sao? Nếu không có bà thì... Thì sao? Thì làm sao rách rưới ôi thôi tùm lum. Nhà ta nó mát thiên nhiên trời cho, rất sao trong trước nát tan trên đầu. Nhưng mà mưa gió ở trong nước này nhờ em. Nhà ta tuy rất khói là cực thân, giàu sang đâu dễ ngủ ngon về đêm. Nhưng chào cơm nước sáng trưa tới chiều, mỗi ngày ba bữa thánh thơ suốt ngày. Ông đừng chê. Sao? Ông thì chê tôi cờ bạc hả? Ủa rồi còn ông thì sao ha? Tôi có gì xấu đâu mà bà nói ha? Tôi đâu có gì đâu. Phải không? Nhìn lại đi có chứ sao không? Có gì nói nghe coi. Nghe bà nói nè. Ông thì mỗi ngày mỗi nhậu, vô bùng là nghe hơi rượu. Hơi rượu sao ngủ được đây? Ông thì xỉn lăn ra ngán. Ai biểu bà ngủ chung mùng? Tôi đâu cần mà ông nói thế. Tối nay đừng kêu tôi nữa. Vợ ơi xin lỗi nghe vợ. Dẹp, không có lỗi phải gì hết á. Đúng là đàn bà. Vợ ơi là vợ, thiệt là đúng cái câu con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng mà. Ba dạ. Ba lèm bèm gì vậy? Nào đây. Con. Trời ơi, con tôi nhìn không ra đó. Có chút đỉnh rượu vô tôi nhìn không ra. Tao không phải nói một mình mày đâu, mà nói cả hai mẹ con mày đó luôn nghe con. Thì biết là nói luôn hai mẹ con rồi, nhưng mà ba nói cái gì mới được? Thì có cái gì đâu. Má của mày nó mê tứ sắc, còn mày thì... Con thì sao? Thì chiều chiều xăm xô xầy bò gia đình ta. Lâu nay mình nghèo khó, đừng đua chen với chung bạn làm gì. Đâu có đua chen gì, một ngày con xài có 200. Trời ơi, một tháng bay hết
xài tiền còn hơn giám đốc nữa. Bởi vậy từ cái nhà lầu 2 tầng nằm ngay giữa thị xã. Vậy mà chỉ có một năm thôi, hai má con mày để lại một căn nhà vô cùng huyền bí. Nhưng mà còn thơ mộng nữa chứ ba. Thơ mộng mà nói gì con, còn cổ tích nữa chứ. Trời ơi ba nói vậy chứ, ông bà mình có câu khôn thì cất trại, dại mới cất nhà. Ai dại ai ngu mới cất nhà. Bữa nay nó nói nho với ba đó nữa chứ. Thiệt tao chán mẹ con mày lắm rồi. Bữa tao nhậu hoài là vậy. Coi có chỗ nào chịu cưới mày, tao gả quách cho xong tao tống mày đi hả? Rồi ba chịu gả con rồi hả ba? Trời cảm ơn ba, cảm ơn ba. Trời ơi, bộ em muốn chồng dữ lắm rồi hả mày? Nhìn là biết rồi, hỏi gì nữa. Ôi đất ơi, vừa đó gã là nó phơi phới liền. Ba, công nhận ba tâm lý thiệt á nghe. Ba của con tâm lý dữ lắm, không tâm lý thì ai tâm lý con. Nhưng mà con muốn chồng, chứ đâu phải ba muốn chồng đâu. Làm sao ba biết chứ, ba chỉ đoán mò thôi. Ba không có đoán mò đâu, tại con chưa hiểu ba đó thôi. Hiểu là sao? Bởi vì ba đó mỏ gõ nghe cốc cốc, chiên đánh sẻn sèn sen, trống đánh nghe đùng đùng, ba cái một gia đình. Ba mỏ là con chiên, mẹ con là cái trống. Ý của ba muốn nói là hết cả gia đình ba tiếng kêu lớn chứ gì. Còn nếu mà so với bây giờ thì không có thể bằng đâu, nhạc cụ thời hiện nay. Ủa ta đâu có so sánh gì đâu. Ý của tao muốn nói là mỏ của dòng họ nhà mỏ ra thì phải hiểu trống chiên. Mày muốn chồng tao hiểu là lẽ đương nhiên. Vậy mà con cứ tưởng ba đem nhạc cụ thời tiền sử ra để so sánh với nhạc cụ thời hiện đại chứ. Nhưng mà nếu so sánh con không có thua đâu con à. Tại sao ba chắc quá vậy? Ba chắc như vậy là bởi vì ngày xưa thử vô vũ trường xem quả. Trời, tao đang sai mày nói làm mày tỉnh liền mày. Tao từng tuổi này vô vũ trường làm gì? Ha, bởi vì ba quê quá đi thôi à. Vô trong đó hả, ba có thể thưởng thức nhạc nội nè, nhạc ngoại nữa nè, nội ngoại đều hết à. Ủa, vô trong đó có bà nội bà ngoại mày ru ở đống hả con? Không phải đâu ba ơi, nửa quê ba lúa quá không có lòi miếng gạo nữa hết trơn à. Trời ơi, nhạc nội ở đây có nghĩa là nhạc Việt Nam đó. Việt Nam là làm sao? Là vậy nè. La 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 la. Có điên vũ trường mới thấy mới thấy rõ ràng, có trong có nhà ba cũng mua bây giờ. Ba hãy theo con, ba hãy ba hãy theo con. Tâm ơi sông ơi, cho tâm tôi đời nơi ba ơi. Ô ô ô kè, chơi có nói xàm. Sông mới thế nào, sông mới giống như bay. Không giống dân trời, mới phải giống thư dân quê. Lai căng, ai thấy cũng nhiều chê cười. Ba đừng lo, con đâu có để thua ai. Số si bỏ, con chỉ mát maximum. Vô nhà thường bay kêu má, kêu bà. Thôi mà ba chơi nên đi xuôi đi con nhắc gian. Con nghe ba nói, cho nên quý đời. Hãy nghe những lời của ba mới nên người. Ba ơi xưa quá, ba còn biết chơi mút mùa. Chưa lo hết tiền, ba kêu bán luôn cái nhà. Trời, chắc tôi rồi ai nghe chăng. Cây này cái nhà này chắc theo má con của bà. Đừng chào nhau má con là dân chơi xa. Đừng buồn phiền mấy ba là dân có tiền. Thôi chào gần hết hồn. Mày em đi. Trời ơi trời. Mày hét một hồi, tao mệt quá đi.
sao tôi chóng mặt rồi ơi. Ba ơi, ba có sao không ba? Ba ơi, ba bị nhồi máu cơ mật rồi ba. Má ơi. Cái gì? Mày nói ai bị cơ mật? Dạ ba con. Ba đậu cha mày, ổng bị chóng mặt, ổng ngất ra đó mà nhồi máu cơ mật cái gì chứ? Thì bị nghe người ta nói mà nhồi máu cơ tim, mày con tính đầu mật cũng vậy. Mệt quá à. Bây giờ đưa ổng đi bệnh viện lẹ lên đi. Xích lâu. Ra ra. Sĩ nên suốt ngày xem bệnh án. Xem bệnh án mà la quá vậy. Chữa bệnh cho mọi người, ai chữa bệnh cho ta? Nếu chẳng may ta ngã bệnh thình lình thì có lẽ tự mình chết ra thuộc. Chết thuộc là chết gì? Thì chết thuốc đó. Vậy, cười vậy cũng mày đặt sữa chữ người ta chết thuộc rồi đó chứ. Còn sao dở lắm chú em ơi. Dạ coi bệnh mà đây nè. Thân đau yếu chứ vào năm bệnh viện là bệnh gì? Bệnh viện á. Trời ơi đâu. Hơn cả chục ngày chưa thấy mặt con à dơ. Trời vợ con. Con dơ là con vợ mà. Tuổi của tôi này đã qua lục ca tình. Ai giúp được xin nhận làm con nuôi. Con nuôi là cái gì? Là con nuôi á. Trời đất ơi, vậy mà nó con nuôi. Thôi cái gì cái với giúp người á thì muốn trả ơn chứ ai mà đi nhận làm con nuôi. À, tôi vậy đó. Thấy ai giúp được tôi là tôi nhận là làm cha rồi làm mẹ rồi vậy chứ thôi. À, có ai muốn tôi về làm cha không nè? Có ai muốn tôi về làm cha không? À, đứng đàng hoàng lại tôi coi coi. Vạch mắt cho tôi coi coi. Ủa tôi nhớ ông bị tăng xong mà, chứ đâu có bị thần kinh đâu mà sao nói chuyện kỳ vậy? Hả? À, đúng rồi. Phải không? Tôi đâu có bị thần kinh đâu. À, tại sao kỳ vậy? Là tại gì? Vợ tôi nó bỏ không tới thăm tình. Thân tôi đau bệnh không biết chết hay còn. Con cái của tôi nó cũng bỏ tôi rồi. Ai tới á? Chú này nói vậy nghĩa là chú giận. Con cái công thầm chẳng ai nuôi dưỡng. Đúng rồi đó, bởi vì tôi buồn vợ buồn con quá nên tôi muốn tìm xem có ai làm con nuôi tôi không vậy mà. Có ai làm con nuôi tôi không? Nghe chú nói cũng lạ tai á. Vậy không ấy chú về sống với con cho nó vui. Hễ con ăn gì chú ăn cái nấy. Con ở đâu thì chú ở đấy được không? Bác sĩ nói thiệt hả bác sĩ? Dạ, con nói thật mà. Xin chú hai hãy đi cùng con. Ta mau mau sửa soạn về nhà. Khỏi phải lo thân già đau yếu. Vì đã có con là bác sĩ. Hãy bệnh chỉ con điều trị ngay. Không tốn tiền chẳng phiền. Xin chú hai đi cùng với con. Nhưng tôi đây chỉ luôn làm cha. Chớ tôi đâu phải là kẻ không nghe. Mà chú em kêu tôi về đó để làm gì? Thân tôi lớn tuổi, mình trước sau cũng là tí con. Chớ ngại ngùng con sẵn sàng. Con xin kêu tía bằng ba nghe. Hả? Vậy là bác sĩ nhận tôi làm cha rồi hả? Dạ. Mời ba về nhà. Bởi vậy ở trên đời này cũng còn nhiều người tốt chứ đâu phải xấu hết đâu. Để coi, nếu được thì mai mốt mình gả con gái mình cho bác sĩ luôn. Sau này lỡ có bệnh cũng đỡ. Có người chích thuốc đã rồi luôn. Đi hả ba? Ở đây, đi ba. Đi con.
biết tu tâm để lo chồng con. Không có đua xe, không có đi nhảy đầm, chỉ có đánh bài giờ hả ai nào không à, cuối cùng hát được câu cuối nhận ra a chồng. Chồng ơi, chồng làm gì mới về tới cửa là lào bào dữ vậy? Câm miệng, câm miệng. Trời ơi, ngó xuống coi, ngó xuống coi vợ tôi nè. Tại sao lo hát họ không coi con cái gì hết vậy? Trời ơi. Em chưa? Thoạt này vô trong họng ông vợ nè. Tự nhiên lao ông sùm lên nè. Chuyện gì? Chuyện gì mà làm nhà trái ông bằng vậy? Bà nghĩ coi bà chịu nổi không? Hả? Thằng Tý nó ngủ mà bà bỏ nó nằm một mình trên cái chiếc nôi mà bà đi bà ca hát bà ngồi như vậy bà chịu được hả? Trời ơi, có bao nhiêu mà cũng la trời làm thấy phát ớn à. Bực chứ. Thằng Tý nó ngủ thì chiếc nôi đu đưa qua lại, bỏ mồm rồi tôi tắt chặt, ru bằng chiếc giọng karaoke, chớ nào tôi đâu bỏ nói. Ấy thôi đừng có nói giọng dài à, bổn phận đàn bà là con gái vậy mà bà đành bỏ nó chèo queo ngủ có một mình. Hey. Chứ chiếc nôi là nôi bằng điện để dành cho con sử dụng, bật công tắc là nó lắc lung tung, mắc khi tôi là phải ngồi đây chứ tôi cần giải trí một hồi. Dạ dạ, giải trí chỗ nào mà điên rồi, nói chuyện bình thường mệt thấy mồ la hoài à. Ông nói vậy là ông nói... Nói vậy, tôi nói bà tra tấn người ta bằng cái miệng của bà, chứ ca hát giải trí gì kỳ vậy? Rồi hiểu rồi, người thông minh mà. Ý ông nói tôi tra tấn là tôi ca dở á, phải không? Còn phải hỏi nữa, bởi vậy riết rồi hả, mất nguồn gốc hết trơn hết trời. Người ta ru con ngủ thì phải... Thôi. Bà tệ quá, lúc này bà tệ quá nghe. Cái gì? Anh nói tôi tệ hay là anh tệ? Tôi hả? Dù tôi có tệ đến mấy cũng còn biết ru con ngủ, chứ không như bà. Để con lên chiếc nôi thì bắt cái máy karaoke lên là ru hả? Ru bằng nhạc đó là hay là sao? Ru hay nhạc gì nó cũng ngủ tuốt luốt chứ bộ. Tuốt luốt cái gì? Những lời của bà ru hát cho nó nghe không có trẻ thơ gì hết đó. Nhạc lãng mạn không à. Lựa mấy bài phải phù hợp với lứa tuổi của nó mới được chứ. Dạy con dạy thở còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về, đúng không? Ru cho ngọt ngào của người mẹ thì con nó mới ngủ được chứ. Phải ru những bài của nguồn cội tổ tiên đàng hoàng, đúng không? Đâu có biết ru nguồn cội tổ tiên đâu. Mà mày biết hát mấy bài mới không à? Đâu đâu, thấy không? Vậy vậy tôi hỏi bà, chờ đó hả? Má của bà ru bà ngủ bằng nhạc gì? Trời ơi, thì cũng bằng những bài hát sôi động hoặc là trữ tình lãng mạn thôi à. Trời ơi, bởi vậy đó tôi câu có ý định cưới bà. Tôi nói thiệt mà tất cả cũng tại ông già vợ tôi hết. Thầy ông thương tôi, ông buộc tôi phải cưới bà, ông mới chịu. Thì đó, thì nói giờ sao nó cũng ngủ chứ nó có thức đâu mà làm gì mà làm giặt trộm lên với tôi vậy? Biết là nó không có thức, nhưng ý tôi muốn nhắc bà phải ru con bằng lời ru của mẹ từ thuở nhỏ như là như vậy nè. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hay là chim đa đa, đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy mà lấy chồng xa. Mãi sao cha yếu mẹ già, chén cơm đua đũa bộ kỹ trà ai nâng. Còn bà thì ngược lại, bà chơi toàn nhạc trữ tình lãng mạn, không chắc là con tôi lên 10 tuổi sẽ biết yêu. Bà thấy thôi nè, thôi được rồi, ông lên Tây Nguyên ru con trên đó đi. Lên trên đó kiếm nhỏ nào trên đó là ru. Tôi nói cho bà biết, bà hiểu đời chưa? Thôi mệt đó, đi stop đi. Trời ơi, đừng có ở đó mà triết lý nữa. Tôi nghe sao mà mệt quá à. Để tôi đi karaoke nghe khỏe hơn. Trời ơi, trời ơi, ai có ai thấy không? Vợ, vợ gì mà nói nó chỉ có mấy tiếng, nó bỏ nó đi. Nó quá đáng, nó coi chồng con nó không bằng con ba khía nữa. Tại sao? Chị hết nổi rồi. Hai thoại loại ơi, có bà với má qua đây thăm hai con nè. Ủa anh đâu hết rồi kìa? Ủa? Ông mới kêu ai vậy?
gì thòi lòi là ai vậy ông? Thằng rể của mình chứ còn ai vô đây nữa. Trời ơi ông ác quá, ác quá. Bộ ông đem con gái của mình ông gả cho thằng khác rồi hả? À, ai nói với bà vậy? Thằng nào? Con nào nhiều chuyện mà nói với bà là bậy bạ vậy hả? Ông nói cho ai? Tôi nhớ kỹ thằng rể của mình tên là Tùng, bác sĩ Tùng. Sao tự nhiên ông gọi là hai thòi lòi, không phải là thằng khác cái là thằng gì? Không hiểu. Bà làm sao hiểu được cái chuyện xảy ra như thế này nè. Để tôi kể cho bà nghe nè. Ngày kia tôi nhớ con mình nên tôi đến thăm. Vì đã lâu rồi tôi mới ghé chơi con mình thì nó mừng đại tiệc linh đình. Còn Tiên thì đi mua bia để đi kiếm mồi nhâm nhi. Ai hay chẳng còn thứ chi, e tôi chờ đã lâu không được vui. Thành thử nó mới mang lên chỉ đơn sơ cá thòi lòi. Rồi nó nói tia thương con xin cảm thông cho giùm. Thôi 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 hết chuyện. Thằng rể nó đãi ông mồi này chưa từng thấy từ kiếm trước đến nay. Nào có thấy mấy ai ăn cá chi tên thòi lòi mà rể nó đãi ông ăn chỉ đơn sơ cho rồi. Ơi hỡi trời cao ơi, có xuống đây mà coi nè. Bà đừng có kêu mời ông trời xuống để mà làm gì. Coi chừng rể con nó mặc cảm bà có biết hay không. Bởi vì nó chẳng có tiền để mua đồ nhắm nên nó phải đành đi bắt cá thòi lòi khó khăn. Trời ơi trời, vậy mà ông nỡ lòng nào ông nhậu được hả ông? Sao lại không? Bởi vì sách có câu đao sư tỳ nhân mà nhập gia tùy tục mà. Hãy chủ nhà đó, người ta đãi cái gì thì mình ăn cái đấy. Hoàn cảnh của thằng rể tôi đã từng trải qua rồi. Thôi mở tôi đi. Bộ hồi đó tới giờ mới nghe được ông nói á, bia uống với cá, cá bông lau nó còn chua xuống vách phải không bà? Ai cái gì? Bực bội quá, bởi vậy tôi nói nghe. Hôm nay nó về nó biết tay tôi mà. Nếu mà gì ba gì má vậy? Ok, ủa gì ba vậy? Má qua nào? Thì ba má mới tới đây thôi. Dạ dạ, mời ba má ngồi nghỉ đi, con kêu vợ con về ha. Em ơi, ba má tới chơi nè em ơi. Thôi thôi, để con đi kiếm nó luôn ha. Để làm đồ nhậu nha ba. Thôi khỏi con rể. Dạ. Ba của con không nhắm mồi thò lòi nữa đâu nghe. Là trời, vợ là vợ nói giờ dạ con xin lỗi tại vì thôi, nói là nói vậy thôi. Chứ má đâu có trách mày. Nghe má hỏi nè. Dạ má hỏi gì ạ? À? Thì hồi nãy đó, khi ba con với má đi gần tới đây á thì má đã nghe con nói con cách vợ của con. Câu nói nghe lạ thường mà má chẳng hiểu được gì. Con nói là vợ của con coi không thành không chi. Đó là con ba kia, bà không biết hay sao. Thì con rể mình nói con trách tiền. Má nói là con kia xem chồng chẳng ra gì. Nhưng mà từ trước tới nay á, đâu có ai giận vợ mà lại nói câu vợ con nó coi con không bằng cái con ba khía chứ. Không phải, ý con muốn nói là vợ con nó coi con không có ra trăm cà ram nào hết trơn hết trời á. Nhưng xét lại á thì thấy cũng còn được 150 chứ ba má, đúng không? Ờ, nó nói đúng đó bà. Nó nói 150 cà ram là ba khía đó bà. À, hiểu rồi. Ra là vậy đó hen. Ừ, vậy đó. Nè, cha con của ông ha, hình như là to rập lường gạt tôi thì phải. Thôi được rồi, tôi đợi con Chiên ra tôi hỏi sự thật ha. Mà không phải vậy nha, tôi nói trước à, tôi đốt nhà cái thằng rể thò lòi của ông nha. Tôi cho nó hết chỗ nương thân luôn đó. Má má, đừng nóng, đừng đốt má. Đừng má, đừng thủ má. Ủa gì? Má nó. Trời đừng có nóng nè, đợi con Chiên về hỏi cho rõ ngọn ngành cái đã. Đúng rồi, phải đợi vợ con về chứ. Chứ đốt sớm quá, ở đâu? Kìa, vợ gì à. Ba má, nghe ba má tới nãy giờ mà đang kẹt tay nên không có ra mừng được. Ủa anh đang nấu cơm hả? Dạ, cơm là con đang nấu đó ba. Ủa, trời đất ơi, sao con lại nấu cơm mà không để vợ con nó nấu?
Chi mà cực khổ vậy con? Vậy con hỏi ba nè. Hỏi đi con. Ba chịu cái khổ nấu cơm cho vợ ăn hay ba nhận cái khổ ăn cơm vợ nấu ba? Tao hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu. Chiên con, nghe má hỏi nè. Từ mà hồi mà con lấy chồng tới giờ đó, con có nghe lời má dạy không con? Dạ có chứ má. Giỏi. Má hỏi chồng con coi, con bây giờ con đâu còn đi ra ngoài đua xe. Giỏi. Cả năm nay cũng không đi nhảy đầm. Giỏi. Và con không còn đi ra được liêu lắm. Vừa tới nghe qua ba rất vui trong lòng, nhưng mà vợ con nói vậy có đúng không rể? Dạ đúng rồi, vợ con giờ rất ngoan, không đi chơi chỉ có đi đánh bài. Đâu? Còn không cô nàng ôm cái vàng karaoke ngồi hát tới trưa, đi shopping rồi đi chợ, công chuyện nhà không mà lo, đi làm về giặt giũ nấu cơm. Ai giặt giũ nấu cơm hả? Vợ con. Mày giặt giũ nấu cơm? Ừ. Chiên. Là lớn rồi, uống rượu là lớn sao nó bị tươi vậy? Con đứng sát mà ba kêu lớn quá con cũng không thấy. Sao mày hư quá vậy Chiên hả? Dạ đâu có ai dạy đâu. Ai dạy mày hả Chiên? Đâu có ai dạy đâu. Hả? Không ai dạy sao con làm như vậy? Má còn hỏi gì nữa? Thì từ lâu con xem má, má sống ra sao thì con làm thế đó. Nhà mình xưa nào ai cũng biết, con vốn không ưa nhột chân tay. Con thích đi chơi với bạn bè con. Mà giờ đây con đã lớn, con phải tu tâm dưỡng tánh đó, sao cho xứng đáng nhé. Không thấy buông chen và xe xua, con gái không nên mà tranh chua lét. Con tôi xưa nay sung sướng quen rồi đâu có làm, ai kêu anh đây đi cưới phải nuôi nó đàng hoàng. Tôi mới vui lòng, tôi cho anh đây cưới đó coi như anh thật là mai. Từ ngày còn lỡ cưới, con sống trong lòng đã chết. Mà vợ con đâu có biết, thôi chết cha con rồi ba ơi. Con cũng xin thua vợ con đùa bay. Ê, mày nói vậy là sao rồi? Thưa ba má, vợ con không chịu thay đổi gì hết ba má à. Sống kiểu này hoài làm sao có hạnh phúc. Thôi xin lỗi ba má, cho con gửi hàng về đơn vị cũ đi. Con rút binh nha. Ba má nhận anh lại bố má đi. Anh muốn bỏ em thiệt sao? Thôi lời, mày dám bỏ con tao thiệt hả? Sao không dám? Nói dám mà tôi cũng dám nữa nè. Gì nữa? Ông gan quá rồi hen. Giờ muốn cái gì? Tôi muốn xôi bà luôn á. Ba giống con đi ba. Mấy chục năm nay ra bà thấy tôi thương bà, tôi nhịn bà làm tới hả? Bà đó là một người vợ không trọn trách nhiệm. Vậy là đã đành rồi. Bây giờ là dạy con chia có đối xử chứ. Chồng nói như vậy. Đúng rồi. Tôi chịu hết nổi rồi. Sao? Tôi thôi bà nè. Cái gì? Tôi quyết định. Ê, lát lát mà chích tao mũi nha. Tao nói hết. Quyết định cái gì? Quyết định ly vậy bà. Trời ơi là trời. Khỏi la. Con giống bà này nha. Sao không? Tôi nói thẳng cho bà biết. Mày mất đi con cứ mệt đi lắc. Mày chết tao. Bác sĩ mày. Mà đừng lo. Làm láng đi. Tôi đi vậy luôn. Đi ba. Ủa nó đi mày đi đâu vậy? Mệt quá. Không thèm nhìn tao luôn. Thôi la. Hành lý con mang, ba cùng con lên đường. Thôi rồi, mình sống đời trai bôn ba, cùng sương gió sông pha. Đừng để cho người ta coi mình như rác rưởi. Làm đầy to giờ chẳng thương đâu, thôi ta mãi bay nhẹ. La 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 la. La 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 la.
Đi lá đường. Ê! Khoan, dừng chân anh hỡi. Biết không thương tình anh ly đã có trong tay à, tôi chơi nên à, quay nhìn à cho cõi lòng thế đau ta mất chào từ đây ai 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 đi đi ông đụng ra ông ơi ơi ai 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 hoài à sĩ bầu đừng làm quá tao nó con khùng con đứng lại. Dừng chân người hỡi, biệt lý gì đâu. Con, ráng lên con. Ba ơi, con bơi con ư nên để ngoài tai những tiếng đẹp lời hay của chồng con và vô nơi đây yếu ra phần mình làm vợ tới đứa công dung tâm tòng con xin giờ nào đành quên sao thì nào đành quên sao bây giờ cáo ra đi cho má sầu con cô tan nát từ đây còn chi mãi gia đình. Từ hôm nay tôi đây xin hứa, cả bác tôi phối tay xin chưa, sớm trưa lo cho chồng một lòng, dài con nên cô dâu tháo. Còn con xin thôi đanh đá, chồng yêu thương con cũng thương yêu chồng, xấu xa con xin chưa từ rài, miễn sao cho gia đình vui. Lòng thương em thế nên anh vừa nghe nói biết em không còn sai quay thấy quá là cưng. Em từ đây chung đắp cho mình thật nhiều để cho đôi ta đầy hạnh phúc. Còn riêng ba má con tại ta quy tranh khiến ba trong lòng vui qua chẳng nỡ lòng đi. Thôi thì ta hãy bỏ qua một phen. Cho chồng đàng hoàng mới mong duyên bền lâu hả má. Chúng ta vui nhà qua một nhà đắp xây cho ngày mai. Con vợ vậy coi phải được không? Vợ con cũng dễ thương quá bà ha. Vợ ơi là vợ yêu vợ nhất trên đời này. Bỏ đi qua má đi, qua má đi em, qua đây em. Chồng ơi chồng dễ thương nhất trên đời này. Cười giống bà đó.